Chào mừng anh chị em thân yêu của Ôn Chắc Xa. Đến hẹn lại lên và Chủ nhật hàng tuần sẽ là series quen thuộc được mọi người đón nhận rất nhiệt tình. Như đã hứa trước đó thì hôm nay chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên của các sinh vật hệ bay trong thế giới Ark Survival. Các sinh vật này sẽ không đa dạng như các sinh vật hệ nước, nhưng chúng cũng có những điểm đáng thú vị để tìm hiểu hoặc theming. Trước khi bước vào nội dung chính thì mình có một số lưu ý. Những thông tin trong video là thông tin ghi chép trong trò chơi, không phải thông tin nghiên cứu khoa học. Nên nếu có điều gì cần giải đáp, các bạn có thể bình luận bên dưới để chúng ta cùng trao đổi thêm nhé. Còn bây giờ thì hãy ấn like, subscribe ủng hộ Ôn Chắc Xa, rồi chúng ta cùng đến với những nội dung chính của video ngày hôm nay thôi nào. Arkhantavis, nhân vật đầu tiên lộ diện sẽ là Arkhantavis, thường được gọi là Archie hoặc Arkhan, là một loài chim tương đối nổi tiếng trong thế giới Ark Survival. Arkhantavis có rất ít đối thủ trên không, nên việc nó chiếm lĩnh bầu trời khắp đảo là không cần bàn cãi. Mặc dù chúng dốc đại bàng, đặc biệt là khi bay, nhưng Arkhantavis gần với kênh gần hơn trong hành vi. Arkhantavis tấn công sinh vật sống, chúng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc và sẵn sàng đuổi theo người chơi một khoảng cách xa nếu họ đến quá gần. Chúng thường bay lượn quanh các đỉnh núi và các vùng khí hậu lạnh giá khác nhau, đôi khi là bay ngay cả theo nhóm lớn. Điều này có thể khiến việc vượt qua chúng mà không xảy ra xung đột trở nên khó khăn và càng trở nên nguy hiểm hơn bởi những con đường núi hẹp. Arkhantavis thực sự chậm hơn loài Pteranodon, nhưng nó có sức bền đáng kể và có thể bay lâu hơn. Vóc dáng của Arkhantavis cũng trông nặng nề hơn nếu đem so sánh với Pteranodon, cho phép nó sử dụng những bốn phút của mình để nâng đỡ trọng lượng một hành khách khác. Khi xem xét thì yên của nó cũng đóng vai trò như một trạm chế tạo di động. Nó khiến Arkhantavis trở thành một sinh vật tuyệt vời để di chuyển và vận chuyển hàng hóa trên những quãng đường xa. Pteranodon. Vừa bên trên có nhắc đến thì giờ chúng ta đến với phần chi tiết hơn về em đó luôn nào. Pteranodon còn được gọi là Ptera hoặc chỉ là PT, là sinh vật bay có thể cưỡi đầu tiên được giới thiệu trong thế giới Ark. Pteranodon là một trong những sinh vật bay nhanh nhất trên đảo. Tuy nhiên, sức bền của nó có vẻ tương đối kém. Nó thường xuyên dừng lại ở các bãi biển trước khi bay tiếp. Pteranodon không hung dữ và sẽ bay đi khi bị tấn công. Tuy nhiên, nếu nó thấy một quả trứng bị đánh cắp, nó sẽ đùng đùng nổi giận, có thể sẽ cực kỳ hung dữ và ưu tiên tấn công người chơi hơn bất kỳ thứ gì. Kỹ năng chiến đấu và phòng thủ kém đã khiến Pteranodon phải lục lọi tìm xác thối, thay vì tham gia vào cuộc chiến nguy hiểm với các sinh vật khác. Chúng cũng bỏ chạy khi có dấu hiệu rắc rối dù là nhỏ nhất. Vì lý do này, chúng là một trong những sinh vật phổ biến nhất được tìm thấy lao vút qua bầu trời của đảo. Pteranodon dường như là một trong những thú cưỡi bay phổ biến nhất, có thể vì chúng tương đối dễ thuần hóa bằng súng cao su hoặc cung. Pteranodon là một trong những cách nhanh nhất và an toàn nhất để đi vòng quanh đảo. Quetzal Cordless. Quetzal Cordless trong thế giới Ark Survival thường được gọi là Quetzal. Nó có hình dáng tương tự với loài Pteranodon và làm tổ gần những đỉnh núi cao nhất. Quetzal Cordless là một sinh vật to lớn có sức mạnh khủng khiếp. Trái ngược với vẻ ngoài to lớn, oai nghiêm như vậy, nhưng đó lại là một loài liếm lĩnh. Đoạn này trong hồ sơ trò chơi chép như thế chứ không phải tôi bịa đâu nhé. Cũng giống như Pteranodon, nó cũng sẽ phần nhiều chọn cách chạy trốn hơn là chiến đấu. Quetzal Cordless liên tục bay và bỏ chạy nếu bị tấn công. Trong chuyến bay bình thường, nó có xu hướng bay hơi chậm. Tuy nhiên, nếu bị giật mình, chúng có thể di chuyển với tốc độ nhanh đáng kinh ngạc, tương đương với tốc độ của Pteranodon. Sau vài giây, chúng sẽ trở lại tốc độ bình thường. Có thể việc chạy trốn này đã giúp chúng tồn tại trên một hòn đảo có rất nhiều kẻ săn mồi nguy hiểm. Quetzal Cordless khi được thuần hóa được cho là quá chậm để trở thành phương tiện vận chuyển hiệu quả và nó quá yếu để có thể đem đi chinh chiến. Quetzal Cordless chủ yếu được người chơi sử dụng để vận chuyển an toàn một lượng lớn vật tư, sinh vật và hàng hóa từ căn cứ này đến căn cứ khác mà không hề mệt mỏi. Dimorphodon. Dimorphodon thì được gọi là Dimor. Nó được xem là một sinh vật khá thụ động nhưng cũng có một chút sự thân thiện. Không giống như hai anh chàng diệt long mình đã nói bên trên, thì khi bị khiêu khích, nó trở nên rất hung dữ, thậm chí chống lại những sinh vật lớn hơn. Dimorphodon có thể hạ gục những đối thủ nhỏ hơn do hộp sọ và hàm răng lớn nhưng nhẹ của nó. Chỉ cao hơn 1 mét, có lẽ nó đã nằm ở vị trí thấp nhất trong chuỗi thức ăn, nhưng tốc độ và vết cắn mạnh khiến nó trở nên khá nguy hiểm, đặc biệt là với số lượng lớn. Khi nó có xu hướng tấn công theo nhóm, một đàn Dimorphodon từ 2 đến 5 con giận dữ hoặc đối khác có thể hạ gục một con mồi lớn hơn nó gấp nhiều lần. Chúng chiến đấu bằng chiến thuật đánh và chạy, có xu hướng lao về phía mục tiêu, tấn công rồi lao đi.
Dimorphodon nhỏ, nhanh và rất khó bị đánh trúng. Nó là thú cưng và là thợ săn tuyệt vời khi được thuần hóa. Dimorphodon thuần hóa sẽ tấn công người chơi nếu được chỉ thị tấn công một con vật có người cưỡi, khiến chúng trở thành một thợ săn tuyệt vời trong các cuộc đột kích. Nhưng đừng tham về việc cố gắng thuần hóa một con khi có một bầy lớn hiện diện là rất khó khăn. Khi ở trong một nhóm, chúng có tâm lý bầy đàn và do phong cách tấn công vừa chạy vừa đánh. Sẽ có một con tấn công bạn ngay khi con kia rời khỏi tầm nhìn của bạn. Có một phát dành cho bạn là nếu bạn sử dụng súng ngắn và thú cưỡi lớn thì có thể nhanh chóng chấm dứt những rắc rối này. Riffin. Riffin là một trong những sinh vật mới từ bản đồ mở rộng Ragnarok. Chúng khó thuần hóa và không thể nhân giống được. Chúng là những sinh vật trong thần thoại Hy Lạp, được miêu tả là một con sư tử có cánh và đầu chim săn mồi. Nhiều huyền thoại cổ xưa kể về nhiều hình ảnh khác nhau của Riffin qua nhiều thời đại. Nhưng điều không bao giờ bị tranh cãi đó là sự bí ẩn của nó, với nửa trước là đại bàng và nửa sau là sư tử. Dường như hai sinh vật này bằng cách nào đó đã hợp nhất với nhau để tạo thành một loài săn mồi trên cạn và trên không vượt trội. Theo bản năng thì khi người chơi có thể tiếp cận sinh vật này sẽ cảm thấy kinh ngạc trước vẻ đẹp của nó. Nhưng tiếc thay bạn đang quay vào ô bàn thờ, vì việc đến gần nó sẽ là một quyết định rất tồi tệ. Phạm vi tấn công của nó khiến nó trở thành một trong những loài săn mồi linh hoạt nhất. Nó có khả năng lao từ trên xuống dưới đất với lực mạnh đến mức gây sát thương cho bất kỳ ai đủ xui xẻo để ở bên dưới đó. Bản chất độc lập cao và không quan tâm đến việc tương tác với con người kết hợp với sức mạnh vô cùng lớn khiến Riffin trở thành một thách thức để thuần hóa. Nhưng thách thức này thì không phải là không còn cơ hội. Bằng chứng là đã có một số người đủ can đảm để thử và thành công. Một khi đã thuần hóa, cỡ trên lưng Riffin lao vút qua không trung với tốc độ cao. Đó là một sự tận hưởng rất tuyệt vời. Ichthyornis. Ichthyornis còn được gọi là Steel Wolf. Nó là một trong những sinh vật có tiếng kêu lớn nhất trên đảo. Vì sao nó đã xuất hiện trong phần 3 của sinh vật khẽ nước rồi nhưng vẫn xuất hiện ở đây? Là vì nó bay được nên mình xếp vào thôi. Ichthyornis thật sự có vẻ ngoài là một con mòng biển tương đối bình thường. Nó chủ yếu ăn cá và tiếng kêu đặc biệt có thể vang vọng khắp nhiều bãi biển. Ichthyornis sẽ bỏ chạy khi bị khiêu khích dù là nhỏ nhất. Ichthyornis là một thợ săn đa năng và cơ hội. Hình thức tấn công chính của nó là lao xuống các lớp nước trên cùng và đâm vào con mồi. Khác với lý thuyết, Ichthyornis hành động hung hãn đối với người chơi, ăn trộm vật phẩm. Chúng ăn cắp công cụ của người chơi cũng như là ăn trộm thức ăn. Nó ăn cắp công cụ của người chơi cũng như là ăn trộm thức ăn. Vì nguồn thức ăn của nó không thể đoán trước được nên Ichthyornis đã phát triển một khả năng nhạy bén là ăn trộm thức ăn. Ichthyornis sẽ tấn công ngay cả khi người chơi không có gì trong kho. Hành vi này đã khiến nó trở thành một trong những sinh vật bị ghét nhất trong Ark. Nhưng khi được thuần hóa thì lại là một câu chuyện khác. Ichthyornis sẽ là một sinh vật rất trung thành và rất hòa đồng. Nó thích cưỡi trên vai chủ nhân và mang cho người đó đồ. Phần mỏ của nó cũng giúp tăng cường thêm vitamin chữa bệnh. Onychonycteris. Onychonycteris còn được gọi là dơi hoặc onyx, là một loài động vật có vú trong Ark Survival. Để cho đỡ bỏ miệng thì mình xin phép đọc nó là dơi. Dơi là một trong số ít loài ăn tạp từng xuất hiện trên đảo. Chúng dường như chủ yếu sống nhờ nấm và rêu trong hang động, nhưng chúng tấn công hầu như bất kỳ loài nào không phải côn trùng khi nhìn thấy, nhưng lại tránh né Titanoboa bất cứ khi nào có thể. Điều này khiến chúng ta ngầm hiểu rằng Titanoboa là loài săn dơi trong thế giới Ark. Mặc dù việc bay trong hang động tối tăm sẽ rất khó khăn đối với bất kỳ sinh vật nào, nhưng khả năng định vị bằng tiếng vang của dơi đã cho phép nó thích nghi một cách hoàn hảo. Người ta có thể thấy nó bay lượn quanh hang động thường xuyên như khi nó treo mình trên các mảnh trần hang. Không cần phân tích kích thước, nhìn sơ qua thì chúng ta cũng có thể thấy dơi không đủ lớn để sử dụng làm vật cưỡi và không đủ khỏe để mang vác nhiều. Dơi vẫn hoạt động tốt như một loài động vật bảo vệ, cho dù bảo vệ ngôi nhà bỏ trống hay các thành viên của một bộ lạc. Bản chất khung giữ của nó có thể có những công dụng riêng, nên nếu có thể thì cứ thuần hóa một bé cho vui nhà vui cửa nhé. Limantia. Limantia còn được gọi là bướm đêm sa mạc. Nó tồn tại bằng cách hút chất dinh dưỡng của cây. Nhưng ở khu vực sinh sống của loài này cũng khá hoang vắng, khiến cho các lựa chọn của nó cũng khá hạn chế. Nhưng may mắn thay, mối quan hệ của nó với các loài thực vật trên sa mạc là cộng sinh. Ngoài việc thụ phấn cho chúng, các bào tử mà nó giải phóng còn giúp nuôi dưỡng những loài thực vật ở sa mạc. Khi bị tấn công, Limantia di chuyển chậm chạp, tức là bay lên không trung và bay gần như thẳng đứng trong khi giải phóng bào tử. Mặc dù các bào tử rất bổ dưỡng cho hầu hết các loài thực vật, nhưng chúng lại có độc tính cao với hầu hết các sinh vật khác. Limantia đôi khi được sử dụng như vật cưỡi bay một cười, nhưng khả năng tạo ra tơ của nó thường được coi là giá trị hơn so với tốc độ bay chậm.
tơi của nó có thể được dệt thành vải tản nhiệt và các bào tử của nó thu thập để làm phân bón hoặc thuốc độc. Ưu điểm của nó với tư cách là thú cưỡi là khả năng giải phóng bào tử trong khi bay, cho phép nó hoạt động như một máy bay ném bom nguyên thủy trong các cuộc phi hãm. Radionatha. Radionatha là một loại côn trùng to tổ bố trong thế giới Earth, nhưng vẫn đủ nhẹ để bay và trượt trên mặt nước. Theo những gì trong hồ sơ ghi chép thì nó có thể tạo ra một loại nhựa cứng nhanh, hữu ích một cách kỳ diệu với nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Nó có thể làm dày lớp vỏ của mình để tăng cường khả năng phòng thủ, phun ra những quả cầu cứng giống như viên đạn hoặc phun ra những quả cầu mềm cứng lại khi va chạm để thu hút những kẻ săn mồi đen lâu tới. Radionatha có thể được xem là thứ bạn cần để nâng cấp khả năng phòng thủ trên không của bộ tộc mình. Nó có thể tự dính vào các sinh vật hoặc hàng hóa và mang theo mọi thứ xung quanh căn cứ của bạn. Đồng thời, bơm keo của nó phá hủy tech cũng như Deinopithecus. Những con đực của chúng có một loại pheromone mời gọi được những con cái đẻ trứng. Thu hoạch pheromone đó và bạn có thể đánh dấu bất kỳ sinh vật nào để con cái đẻ trứng. Vừa rồi, mình và các bạn đã cùng đến với các sinh vật hệ bay đầu tiên trong thế giới Ark Survival. Ý là đầu tiên mà mình làm ấy. Nếu được các bạn yêu thích thì mình sẽ tiếp tục làm phần 2. Video này chắc chắn sẽ còn những thiếu sót, nên nếu có điều gì cần bổ sung góp ý, các bạn hãy bình luận bên dưới nhé. Nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, subscribe cũng như ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác của Onjaxa trong tương lai. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại. My appetite. Don't leave me high and dry.